chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái model phát wifi trên ô tô rất nhỏ gọn của Huawei. Model này là model wifi hiệu là E5220. Nhét thẻ sim trên cái modem phát wifi này có một nút nguồn này, ở đằng sau này nó có một cái nút reset nhé, ở trong dưới này khi mình quên bất mật khẩu cái gì hoặc là cái không vào mạng được, mình reset lại cái nút này. Mình lắp vào mình thử reset lên cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình phải bật nguồn lên trước này, bật nguồn này. Dùng cái vật gì cứng đẩy vào trong cái lỗ này thì mình reset, thì mình giữ im ấn vào cái nút này. Reset để do làm mới lại cái thiết bị, nó trở về cài đặt, khôi phục cài đặt gốc này. Và đây là khởi động lên. Nó khởi động lên rồi thì chúng ta dùng chiếc điện thoại chúng ta bắt mạng. Chúng ta vào cài đặt. Chúng ta vào wifi. Đây. Khi chúng ta vào wifi thì nó sẽ có là Huawei E5220. Chúng ta kích vào đây. Khi chúng ta reset xong thì nó sẽ hỏi là chúng ta phải cài đặt cái mạng, ví dụ như là mạng qua Vinaphone, Viettel, thì chúng ta sẽ kích vào cái phần setting. Chúng ta chuyển đổi ngôn ngữ đi. Kích vào góc bên này để chuyển đổi ngôn ngữ này về tiếng Anh để chúng ta dễ hiểu hơn. Ta vào setting. Chúng ta ghi ở đây, ghi admin, AD. Chúng ta cho chữ nhỏ lại, admin. Đây ghi admin. Admin. Nhập vào. Tiếp theo, khi chúng ta vào bên trong rồi thì ở ngay đoạn đầu tiên đây, quick setup, ngay đầu tiên này chữ quick setup này. Đây chúng ta kích vào đây này. Đây khi chúng ta vào tới đây rồi thì nó bên quick setup thì chúng ta ngay mục đầu tiên chúng ta sẽ chọn mạng, kích vào đây. Giờ sẽ chọn mạng ở đây. Đấy, khi chúng ta không có cái mạng của Vinaphone hay hoặc Viettel, vì cái này mình nhập khẩu bên nước ngoài thì nó sẽ không có mạng Viettel hoặc là Vinaphone ở Việt Nam mình, thì chúng ta phải cài đặt lại cái này. Thì chúng ta vào chỗ new phone đấy để chúng ta cài đặt lại. Thì tên name ở trên này thì chúng ta ghi Vinaphone này, Vinaphone.
ta ghi là Vinaphone, thì ở dưới chỗ này thì cái username thì chúng ta là M3 gạch chéo gạch ngang quốc mà đã biết chữ nhỏ là M3 chữ quốc. Dưới mật khẩu chúng ta ghi M S quên cái chữ này sai. Đây chúng ta ghi dưới này là 3M chỗ APL đây. Đây cho nhỏ lại chúng ta dễ nhìn. Trên này là siêu nên chúng ta ghi là M S. Đây, gần xong. Xếp vào, lưu vào. Đây thì chúng ta đã có Vinaphone. Và chúng ta ấn Next đi. Next tiếp fit. Và chọn mạng cái lỗi. Đây là wifi thì chúng ta thử vào wifi xem sao nhé. Chúng ta vào YouTube ấy. Chúng ta vào YouTube tìm kiếm. Đây là kênh trailer của mình. Thì các bạn vào đây xem video của mình nếu các bạn thích theo dõi mình. Đây vào mạng OK. Và xin chào tạm biệt các bạn.